Hầu hết những anh chị đang kinh doanh không biết điều này nên họ thường xuyên bị thất thoát tiền. Bao nhiêu anh chị đã từng cho khách hàng của mình mua chịu? À, mình thương khách hàng, mình thấy là họ rất là cần sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình, nhưng mà họ nói rằng là họ không có tiền, và mình rất là thương và mình đã bán chịu cho họ, và cuối cùng mình không lấy được tiền. Bao nhiêu trong số các anh chị đã từng cho cộng tác viên của mình dùng hàng của mình? Bao nhiêu trong số các anh chị đã từng lấy tiền của mình để mua hàng cho cộng tác viên của mình, và cuối cùng họ không trả tiền cho mình luôn? Trước đây người kinh doanh Nguyệt cũng rất là hay thương khách hàng kiểu đó. Khi mà Nguyệt đi bán hàng, Nguyệt gặp những cái khách hàng họ có hoàn cảnh rất là đáng thương, và là khi mà mình chia sẻ cái dịch vụ sản phẩm của mình thì họ rất là mong muốn được sử dụng sản phẩm dịch vụ, họ biết là họ đang rất là cần. Tuy nhiên rằng họ nói với Nguyệt rằng là họ không có tiền, và vì cái tính thương người, Nguyệt đã cho họ mua chịu và nói với họ rằng đến khi nào có tiền thì trả cho Nguyệt, và cuối cùng là Nguyệt cũng đã không lấy được số tiền đó. Rất nhiều lần như vậy các anh chị. Đối với cộng tác viên của Nguyệt cũng thế. Khi họ đến với Nguyệt, họ muốn đồng hành kinh doanh cùng với Nguyệt, nhưng mà họ không có vốn. Họ nói rằng là họ không có vốn. Và Nguyệt đã sẵn sàng lấy tiền của mình ra để nhập hàng cho họ và giúp cho họ để họ có hàng, có sản phẩm để họ bán. Nhưng cuối cùng họ bán được hàng rồi, họ cũng không trả tiền cho mình. Bao nhiêu trong số các anh chị đang kinh doanh, anh chị cũng gặp phải những cái tình trạng như vậy ạ, giống Nguyệt ngày xưa. Và cho tới khi Nguyệt biết được môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, Nguyệt học được cái tư duy này, Nguyệt tốt nghiệp cái điều này, thì cái tình trạng này đã không còn xảy ra, và công việc kinh doanh của Nguyệt thì rất là thuận buồm xuôi gió, rất là phát triển. Anh chị nào cũng đang ở trong cái tình trạng giống như Nguyệt trước kia thì hãy xem hết cái video này của Nguyệt nhé. Để chúng ta có thể kinh doanh thành công thì anh chị phải phân biệt được hai cái tư duy và tách rời hai cái tư duy từ thiện và kinh doanh, chứ không có hòa lẫn lộn vừa làm vừa kinh doanh vừa từ thiện. Nếu như anh chị có tiền, anh chị từ thiện, xác định cho họ số tiền đó. Còn trong công việc kinh doanh, nếu như anh chị vì thương khách hàng, mình bán chịu cho họ, có nghĩa là mình đang từ thiện. Và tại sao mình không đòi được số tiền đó? Bởi vì mình đã cho họ, mình chỉ cho họ cái con cá mà mình không chỉ cho họ cái cách câu cá. Vậy thì khi ăn hết cá rồi thì họ lấy đâu ra tiền mà họ trả mình? Vậy nên trong kinh doanh anh chị phải phân biệt rõ ràng hai cái tư duy này. Từ thiện là từ thiện, nếu như anh chị có tiền, anh chị thấy hoàn cảnh đó đáng thương, anh chị cho họ tiền và xác định là cho luôn. Còn nếu như mà kinh doanh thì anh chị phải dứt điểm, họ mua sản phẩm dịch vụ của mình họ phải trả tiền thì mình mới bán. Có sự trao đổi giá trị ở đây, mình đáp ứng cho họ cái sản phẩm dịch vụ của mình và họ trả tiền cho mình. Mình phải phân biệt rõ ràng như vậy thì cái công việc kinh doanh của mình mới không bị lẫn lộn giữa cái từ thiện và kinh doanh. Khi mà anh chị gặp một cái hoàn cảnh khách hàng hoặc một cái cộng tác viên của mình mà anh chị thấy rất là thương họ, thì cái việc của chúng ta là phải chỉ cho họ cái cách mà giúp cho họ gia tăng tư duy, gia tăng trí tuệ, biết cái cách mà làm thế nào để tạo ra được cái dòng tiền, để giúp cho họ có được cái cách gia tăng dòng tiền cho mình mỗi ngày. Chứ nếu như mà chúng ta chỉ cho họ cái số tiền, chỉ cho họ cái sản phẩm đó thôi, mà chúng ta không chỉ cho họ cái cách giúp cho họ gia tăng cái tư duy, gia tăng cái trí tuệ, gia tăng dòng tiền của mình, thì họ có phải là cái khách hàng trung thành của mình được không? Nếu như họ không có tiền, duy này, khi anh chị tốt nghiệp được cái tư duy này thì chúng ta sẽ không gặp phải cái tình trạng như vậy nữa, và cái công việc kinh doanh của anh chị sẽ thuận lợi. Anh chị sẽ thu hút đến mình những cái khách hàng rất là sòng phẳng, đã giúp cho họ giải quyết được những cái vấn đề của họ. Và để giúp các anh chị hiểu một cách sâu sắc về điều này, Nguyệt có bộ video của người thầy thành công của Nguyệt. Anh chị nào mong muốn được nghe phân tích rất là rõ từ người thầy thành công của Nguyệt thì hãy nhắn tin cho Nguyệt gửi tặng cho anh chị.